هيك ناس حرام يا العالم. شوف العالم كيف صار فيها. Hãy xem chuyện gì đang xảy ra tại đây. Tất cả những gì đang diễn ra ở đây là một điều đáng xấu hổ. Hãy nhìn vào cách mà mọi người đã chết. Họ là những thường dân không có vũ khí. Những chiếc xe ô tô vẫn cháy âm ỉ cạnh đống đổ nát sau vụ oanh kích vào bệnh viện Al-Ali ở Gaza. Tổ chức Hồi giáo Hamas cáo buộc Israel không kích vào bệnh viện. Israel nhanh chóng bác bỏ và đưa ra bằng chứng về việc các chiến binh Palestine bắn nhầm. Không có bất cứ cảnh báo nào được đưa ra khi bệnh viện bị tấn công. Ở đây có khoảng 3.000 người đến trú ẩn. Vào khoảng 6 giờ 30 phút chiều, chúng tôi đang làm việc thì bệnh viện bị pháo kích. Lúc đó chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra. Sau đó chúng tôi phát hiện ra là vụ tấn công nhắm vào trẻ em. Có những đứa trẻ thi thể không còn toàn vẹn. Theo chính quyền Hamas tại Gaza, khoảng 500 người đã thiệt mạng sau vụ tấn công tại bệnh viện. Nhưng các nguồn tin khác lại cho biết chỉ có hàng chục người bỏ mạng. Gần 2 tuần kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra, hàng ngàn người đã thiệt mạng ở cả hai phía. Chúng tôi đến từ thành phố Gaza. Họ bảo chúng tôi đến miền Nam, nên chúng tôi đến miền Nam. Nhưng họ vẫn tiếp tục tấn công ở miền Nam. Chúng tôi ở trong nhà, trước và sau nhà đều bị tấn công. Không có nơi nào an toàn cả. Chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng là chết bất cứ lúc nào và chỉ ở trong nhà thôi. Vào tuần trước, chính quyền Israel đã kêu gọi người dân ở Gaza di chuyển về phía Nam để có thể tiến hành chiến dịch tấn công quy mô lớn vào phía Bắc Gaza, được cho là trung tâm của lực lượng Hồi giáo cực đoan Palestine. Tại nhiều nơi trên thế giới, các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine đã nổ ra, chủ yếu là tại các quốc gia Ả Rập.